Nếu bạn nào muốn đầu tư vào Forex, tức là ngoại hối, giao dịch kiếm lời từ biến động tỷ giá giữa các cặp ngoại tệ, hay là muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán nước ngoài như là cổ phiếu Amazon, cổ phiếu Apple v.v., hoặc là muốn đầu tư vào thị trường vàng bạc, dầu khí, hay là thị trường tiền điện tử như là Bitcoin, Ethereum v.v. mà không biết đầu tư thế nào, đầu tư ở đâu, thì video này sẽ dành cho bạn nhé. Bởi vì theo như yêu cầu của một số bạn thì trong video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cách mở tài khoản và đầu tư những thứ đó ở trên ứng dụng Exness nhé. Đây chính là một trong những sàn giao dịch tài chính lớn nhất ở trên thế giới và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng điện thoại di động để mà đầu tư, để mà làm nhé. Còn bạn nào mà sử dụng máy tính thì sẽ hơi khác một chút. Nếu bạn nào cần thì mình sẽ làm video khác để mà hướng dẫn chi tiết hơn ở trên máy tính. Mình sẽ làm một video hướng dẫn sau. Điểm mà mình thích nhất ở trên Exness ấy, đó chính là về độ uy tín. Bởi vì sàn này đã được cấp phép hoạt động bởi các tổ chức tài chính lớn như là Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Cộng hòa Ship, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính tại Anh, Ngân hàng Trung ương Krakow, Shin Mountain v.v. Và việc nạp tiền ở trên sàn này cũng rất là nhanh chóng, thực hiện được 24/7, lúc nào muốn nạp và rút tiền cũng đều được hết đấy. Và có một điểm nữa là sàn này hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt và có cả support người Việt hỗ trợ luôn, cho nên là rất là tuyệt vời. Về những vấn đề này thì trước đó mình đã có một video review rất là chi tiết về sàn Exness rồi, đây chính là video này, các bạn có thể tìm xem. Còn ngay bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết về cách mở tài khoản và cách nạp rút tiền, cách đặt lệnh giao dịch ở trên sàn Exness nhé. Bắt đầu nào. Đầu tiên, nếu bạn nào chưa có tài khoản Exness thì hãy làm theo hướng dẫn để mà cài ứng dụng và đăng ký tài khoản nhé. Cụ thể như sau. Để cài ứng dụng thì các bạn hãy bấm vào đường link ở bên dưới mô tả video. Tức là các bạn đang xem video này trên điện thoại di động thì các bạn chỉ cần bấm vào tiêu đề video để mà mở nội dung mô tả ra. Và đây, link tải Exness đây, các bạn bấm vào. Và đến đây các bạn tiếp tục nhấn vào tải app Exness ngay. Rồi, chọn cửa hàng ứng dụng. Nếu hiện lên thế này, rồi sẽ mở ra ứng dụng Exness trên cửa hàng ứng dụng. Các bạn tiến hành cài đặt lên điện thoại. Rồi sau khi đã cài thành công, các bạn hãy mở ứng dụng Exness chơi lên. Hiện thông báo như thế này, các bạn có thể cho phép hoặc không cho phép thì tùy các bạn. Rồi đến đây, bạn nào đã có tài khoản Exness thì các bạn có thể nhấn đăng nhập để mà tiến hành đăng nhập luôn. Còn bạn nào chưa có tài khoản Exness thì các bạn sẽ nhấn vào đăng ký để mà vào đăng ký. Rồi chọn nơi cư trú. Các bạn ở Việt Nam thì chọn Việt Nam. Rồi tích vào tôi tuyên bố và xác nhận tôi không phải là công dân Hoa Kỳ. Sau đó nhấn vào tiếp tục. Rồi tiếp theo các bạn hãy điền địa chỉ email của các bạn vào. Địa chỉ email sau này cũng sẽ sử dụng để mà đăng nhập nhé. Rồi nhấn vào tiếp tục. Tiếp theo là sẽ tiến hành tạo mật khẩu. Mật khẩu hợp lệ phải từ 8 đến 15 ký tự. Mật khẩu là các bạn viết liền không dấu và phải có từ 8 đến 15 ký tự. Phải sử dụng cả chữ cái thường, chữ cái hoa và kết hợp cả chữ số và ký tự đặc biệt nhé. Ký tự đặc biệt tức là các ký tự như là A còng sao thang này nọ ấy, thì mới hợp lệ. Xin dừng đoạn này một chút để nhập mật khẩu. Nhập xong nó phải thỏa mãn hết cả 3 yếu tố này. Sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục. Rồi bước tiếp theo là các bạn tạo mật mã, đặt mật mã cho tài khoản. Mật mã này sẽ sử dụng để truy cập vào tài khoản nhanh hơn, thay thế cho mật khẩu. Các bạn hãy hiểu như vậy. Giống như kiểu mã PIN của ngân hàng ấy. Thì các bạn sẽ nhập mật mã gồm có 6 chữ số nhé. Nhập thế nào các bạn cần phải nhớ để sau này còn đăng nhập được nhé. Mình cũng xin dừng một chút. Rồi tiếp theo là nhập lại mật mã. Thì các bạn tiếp tục nhập lại khớp với mật mã mà các bạn vừa nhập vừa rồi. Rồi ok, như vậy là mình đã đăng ký xong một tài khoản Exness rồi. Do là chế độ bảo mật của ứng dụng này sau khi đăng nhập không cho phép quay màn hình, cho nên mình sẽ quay kiểu này nhé. Nó sẽ hơi khó nhìn một chút, các bạn chịu khó nhé. Tùy chọn này hiện không khả dụng. Bước tiếp theo các bạn hãy tiến hành xác minh tài khoản như sau. Các bạn vào mục hồ sơ. Rồi sau đó tại đây các bạn nhấn vào hoàn tất hồ sơ. Rồi đầu tiên là xác minh email. Thì các bạn nhấn vào gửi mã cho tôi. Lúc này hệ thống sẽ gửi một mã xác thực qua email cho các bạn. Các bạn vào kiểm tra email để lấy mã điền vào. Đây, các bạn sẽ nhận được một email được gửi từ Exness. Các bạn mở email đó ra. Và mã xác thực sẽ có tại đây. Đây. Đó. 146978. Đó. Các bạn điền mã này vào. Rồi bước tiếp theo là xác minh số điện thoại. Các bạn điền số điện thoại của các bạn vào. Nhớ chọn quốc gia là Việt Nam nhé. Rồi sau đó các bạn lựa chọn hình thức nhận mã, có thể là nhận qua tin nhắn SMS hoặc là gọi điện thoại. Ví dụ mình sẽ chọn SMS nhé, thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn, gửi mã cho chúng ta. Rồi, lúc này hệ thống sẽ gửi một tin nhắn thông báo về mã cho chúng ta. Đây, tin nhắn đã về 415367. Các bạn lấy mã, các bạn kiểm tra tin nhắn, lấy mã điền vào đây. Rồi, nhấn vào tiếp tục. Bước 2/5, các bạn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào. Đầu tiên, phần tên ở đây thì các bạn hãy điền cả tên đệm và tên của các bạn vào nhé. Ví dụ như tên của các bạn là Nguyễn Văn A thì phần tên này các bạn sẽ điền là Văn A. Đó. Rồi tiếp theo họ thì các bạn chỉ cần điền họ của các bạn vào là được. Tên và họ này các bạn điền có dấu nhé. Rồi tiếp theo là ngày tháng năm sinh của các bạn. Rồi tiếp theo là địa chỉ cư trú. Các bạn điền địa chỉ của các bạn vào theo địa chỉ thường trú ghi trên căn cước công dân nhé. Rồi sau đó chọn giới tính. Rồi nhấn vào tiếp tục. Rồi bước 3/5 đó là các bạn sẽ tiến hành trả lời một số câu hỏi khảo sát của ứng dụng này. Nói chung là các bạn cứ chọn cái nào cảm thấy phù hợp với mình là ok. Bạn mở tài khoản với mục đích gì? Đầu tư? Vui lòng chọn nguồn thu nhập của bạn. Cảm thấy cái nào phù hợp thì các bạn lựa chọn thôi. Chọn cái nào cũng không quan trọng lắm đâu, các bạn cứ chọn thôi. Rồi câu hỏi cuối cùng, các bạn nhấn vào gửi. Rồi tiếp theo là bước 4/5. Bước này là các bạn sẽ tiến hành tải ảnh giấy tờ tùy thân lên. Thì các bạn nhấn vào tải giấy tờ lên. Thỏa thuận sử dụng dữ liệu. Tôi là công dân cư trú. Các bạn không phải ở Hoa Kỳ thì các bạn chọn là khác. Rồi nhấn vào tiếp tục và đồng ý. Rồi tiếp theo là các bạn lựa chọn loại giấy tờ tùy thân mà các bạn muốn sử dụng để mà xác minh. Ở đây sẽ hỗ trợ sử dụng hộ chiếu, bằng lái xe, chứng nhân dân và giấy phép cư trú để mà xác minh. Ở đây không có căn cước công dân. Tuy nhiên thì nếu bạn nào muốn sử dụng căn cước công dân để mà xác minh thì các bạn cứ chọn là chứng nhân dân cũng được nhé, không sao cả nhé. Tức là bạn nào mà sử dụng chứng nhân dân hoặc là căn cước công dân thì các bạn cứ chọn chứng nhân dân đi. Rồi tiếp theo, các bạn kéo xuống phía dưới. Rồi bây giờ các bạn tiến hành nhấn vào tải lên bản trước của tài liệu để mà tiến hành chụp ảnh bản trước của căn cước công dân hoặc là giấy tờ tùy thân khác để mà tải lên đây. Trong khi dùng ứng dụng, chọn máy ảnh để mà tiến hành mở máy ảnh ra chụp ảnh nhé. Rồi sau đó các bạn tiếp tục nhấn vào tải lên ảnh mặt sau, chọn máy ảnh và tiếp tục chụp mặt sau của giấy tờ tùy thân của các bạn. Rồi nút gửi giấy tờ sáng lên, các bạn nhấn vào gửi giấy tờ. Giấy tờ của bạn đang được xác minh. Quá trình này thường mất từ 3 đến 7 phút, cũng có thể lên đến 24 giờ trong một số trường hợp đặc biệt. Rồi ok, lúc này các bạn chờ đợi thôi. Các bạn có thể nhấn dấu X để tắt đi. Và bây giờ các bạn chờ đợi nhé. Khi nào mà dòng này mất đi là ok. Hiện tại là vẫn đang trong quá trình chờ đợi. Các bạn thử load lại trang, vẫn chưa được. Các bạn cứ chờ đợi vài phút. À đây, chỉ cần chờ đợi vài giây sau thôi, đã được xác minh rồi. Dòng thông báo trên này đã mất. Đó, như vậy là đã được xác minh các bạn nhé. Bây giờ các bạn có thể yên tâm để mà nạp tiền vào và tiến hành đầu tư được rồi. Không bị hạn chế rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền, cách đầu tư và cách rút tiền ở trên ứng dụng Exness nhé. Các bạn trở lại. Nếu mà các bạn chưa có tài khoản giao dịch nào như thế này thì các bạn chỉ cần nhấn vào tạo tài khoản mới. Và ở đây sẽ có hai loại tài khoản. Một là tài khoản thử nghiệm là coi như là tài khoản ảo để cho các bạn học tập về cách giao dịch, luyện tập về cách giao dịch. Đó, hệ thống sẽ cho một số tiền ảo, tiền USD ảo ấy để mà các bạn tập giao dịch. Tất nhiên thì phần tiền này là chỉ để thử nghiệm thôi, nó không có thực, không thể rút về. Đó. Còn trường hợp mà các bạn muốn mở tài khoản thực để mà nạp tiền vào đầu tư thật thì các bạn sẽ cần phải mở tài khoản thực. Nhấn vào tài khoản thực ở đây. Rồi ở đây sẽ có một số loại tài khoản như thế này. Standard, Pro, Zenzo. Đó, có một số loại tài khoản như vậy. Đó, ở đây thì mình chọn tài khoản Standard này thôi. Đây chính là loại tài khoản phổ biến nhất, tài khoản tuyệt vời dành cho tất cả các nhà giao dịch. Đó. Bây giờ các bạn nhấn vào tiếp tục. Đơn vị tiền tệ ở đây các bạn có thể chọn theo USD hoặc là Việt Nam đồng đều được nhé. Mình lấy ví dụ mình sẽ chọn Việt Nam đồng đi cho nó thân thiện nhé. Tiếp theo là tỷ lệ đòn bài. các bạn không nên chọn tỷ lệ đòn bẩy quá cao nhé. Nếu mà các bạn chọn tỷ lệ đòn bẩy quá cao ấy, khi mà các bạn giao dịch mà theo hướng các bạn giao dịch thì nó sẽ có thể là kiếm lời rất là lớn, tuy nhiên thì rủi ro cực kỳ là cao, khả năng cháy tài khoản rất lớn, rất nhanh đó. Cho nên là các bạn nên chọn tỷ lệ đòn bẩy thấp thôi. Tỷ lệ đòn bẩy càng thấp thì rủi ro càng thấp nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn tỷ lệ đòn bẩy là 1,20 thôi, hoặc các bạn có thể chọn 1,50 cũng được, nhưng mà không nên chọn cao hơn 1,50 đâu. Rồi tiếp theo là tên tài khoản. Các bạn nhập tên cho tài khoản này. Phần tên tài khoản này thì chủ yếu nhập để mà các bạn tự nhớ thôi, không quan trọng lắm đâu. Ví dụ như là Sơn Zim Việt Nam đồng chẳng hạn, tại vì tài khoản này mình mở theo đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng. Rồi nhấn vào tiếp tục. Rồi tiếp theo là các bạn tạo mật khẩu giao dịch. Mật khẩu giao dịch này sẽ sử dụng trong trường hợp mà các bạn muốn cài các ứng dụng trading để mà các bạn giao dịch trên các thiết bị. Mật khẩu là các bạn phải viết liền không dấu và phải chứa từ 8 đến 15 ký tự, phải bao gồm cả chữ số, chữ cái tiếng Anh, viết thường và viết hoa nhé, thì mới hợp lệ nhé. Rồi, ok. Đó, như vậy là mình đã mở xong một tài khoản giao dịch. Các bạn có thể mở nhiều tài khoản giao dịch khác nếu muốn nhé. Mỗi tài khoản các bạn có thể sử dụng để mà giao dịch đối với một sản phẩm đầu tư chẳng hạn, hoặc là mỗi một tài khoản các bạn có thể dùng để giao dịch với một chiến lược khác nhau chẳng hạn. Muốn mở thêm thì các bạn tiếp tục nhấn vào danh sách tài khoản ở trên này. Và đây, muốn mở thêm thì các bạn nhấn vào dấu cộng ở đây. Muốn mở tài khoản thử nghiệm thì các bạn chọn sang phần thử nghiệm rồi nhấn dấu cộng ở đây để mà mở thêm. Đó, về cách mở thì cũng tương tự như vậy thôi. Rồi, mình sẽ sử dụng một tài khoản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền vào đây để mà tiến hành giao dịch và đầu tư nhé. Để mà nạp tiền rất đơn giản thôi. Các bạn nhấn vào phần nạp tiền này. Rồi, đến đây các bạn sẽ thấy là có rất nhiều hình thức nạp tiền. Ví dụ như là có thể nạp qua Internet Banking, hoặc là nạp qua tiền điện tử USDT, hoặc là VietinBank QR, có nghĩa là sẽ lấy mã QR để mà tiến hành thanh toán. Bank Transfer có nghĩa là chuyển khoản ngân hàng. Bitcoin, vân vân. Ngân lượng Skill USDT, VietQR, VietQR2 vân vân. Đó. Thì để mà cho tiện thì các bạn nên sử dụng hình thức là lấy mã QR để mà tiến hành quét cũng được. Đó có thể là VietinBank QR cũng được, hoặc là các bạn chọn VietQR cũng được, là lấy được mã QR để mà tiến hành thanh toán. Còn trường hợp mà các bạn muốn chuyển khoản ngân hàng, nhập số tài khoản để mà chuyển ấy, thì các bạn nên chọn Bank Transfer này nhé. Đó. Ví dụ ở đây mình sẽ lựa chọn chuyển khoản ngân hàng chẳng hạn. Mình sẽ chọn Bank Transfer. Rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ điền số tiền cần nạp vào đây. Ví dụ mình sẽ nạp 1 triệu chẳng hạn. Rồi sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục. Không mất phí hoa hồng, có nghĩa là không mất phí nạp tiền. Tiếp tục nhấn vào xác nhận. Đang xử lý, các bạn đợi một lúc. Rồi bước tiếp theo là các bạn lựa chọn ngân hàng mà các bạn muốn chuyển đến. Các bạn mà sử dụng một trong các ngân hàng này thì các bạn có thể lựa chọn ngân hàng tương ứng. Còn các bạn mà sử dụng một tài khoản ngân hàng khác thì các bạn chọn cái nào cũng được. Ở đây chỉ là các ngân hàng mà hiện tại Exness đang có để mà nhận tiền. Còn các bạn sử dụng ngân hàng nào để mà chuyển đến cũng được hết đấy, không quan trọng đâu. Ví dụ mình sẽ lựa chọn chuyển đến ngân hàng MB chẳng hạn. Chọn vào MB. Rồi, bây giờ đã hiện ra thông tin thanh toán. Các bạn chỉ cần tiến hành chuyển khoản theo đúng các thông tin tại đây, chuyển đến đúng số tài khoản này và cả nội dung chuyển khoản, nội dung chuyển tiền các bạn cũng cần phải sao chép và dán chính xác vào khi mà chuyển khoản nhé. Bởi vì nội dung chuyển tiền ở đây các bạn hãy hiểu đó chính là một mã giao dịch để mà hệ thống có thể xác nhận lệnh nạp tự động thì tiền của các bạn mới được nạp vào tài khoản một cách tự động ngay lập tức nhé. Các bạn mà điền sai nội dung chuyển khoản ấy, không khớp ấy, thì tiền sẽ không vào đâu. Lúc đó sẽ cần phải liên hệ phía Exness để mà xử lý lệnh thủ công, rất là mất thời gian. Cho nên là các bạn chú ý là cả nội dung chuyển khoản cũng rất quan trọng, sao chép và dán chính xác vào. Hoặc là các bạn có thể tiến hành quét mã QR này để mà chuyển khoản cho nó chính xác nhé. Ví dụ mình sẽ sử dụng mã QR này để mà thanh toán, tải mã QR này về máy. Ok, giấy tờ đã được lưu. Các bạn không quét mã QR thì cứ sao chép số tài khoản và sao chép nội dung chuyển tiền. Rồi các bạn đăng nhập vào bất kỳ tài khoản ngân hàng nào của các bạn để mà tiến hành chuyển tiền là ok. Ví dụ mình sẽ chuyển từ tài khoản ngân hàng Vietin chẳng hạn. Vì mình đã lưu mã QR cho nên là mình sẽ tiến hành quét QR cho nhanh luôn. Còn các bạn mà nhập thông tin thủ công, nhập số tài khoản thủ công, nhập nội dung chuyển khoản thủ công cũng được cả nhé. Đây, khi mà quét mã QR sẽ tự động điền hết các thông tin, cả nội dung chuyển khoản. Các bạn có thể quay lại phía Exness kiểm tra lại xem là chính xác hay chưa. Nội dung chuyển tiền FA85. Rồi, ok, chính xác rồi. Các bạn nhấn vào tiếp tục để mà tiến hành chuyển tiền. Ok, đã giao dịch thành công. Rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi, ok, đã chuyển tiền thành công. Quay lại phía Exness. Bây giờ các bạn kiểm tra xem là đã nhận được tiền hay chưa. Các bạn cứ đợi một lúc nhé. Lệnh nạp có thể sẽ cần phải chờ đợi trong một vài phút. Cứ đợi một lúc là tiền sẽ được nạp vào. Rồi, sau khoảng 5 phút chờ đợi thì tiền của mình đã được nạp vào thành công rồi. Đó, 1 triệu đồng đã được nạp. Bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cách giao dịch, cách đầu tư nhé. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền về. Để mà giao dịch thì các bạn vào phần giao dịch này. Và tại đây sẽ có rất nhiều sản phẩm mà các bạn có thể đầu tư, có thể giao dịch. Các bạn có thể lựa chọn theo danh mục yêu thích, hoặc là danh mục phổ biến nhất, danh mục hàng đầu, hoặc là các loại tiền tệ chính, ở đây chính là giao dịch ngoại tệ, các cặp tiền tệ trên thế giới, hoặc là giao dịch kim loại, vàng bạc này nọ, tiền kỹ thuật số, Bitcoin, Ethereum các kiểu. Bạn nào thích đầu tư vào thị trường Bitcoin thì có thể lựa chọn tiền kỹ thuật số ở đây, hoặc là các chỉ số, cổ phiếu. Cổ phiếu ở đây là các mã cổ phiếu của nước ngoài nhé, của những công ty hàng đầu thế giới như là Amazon, Apple vân vân, hoặc là đầu tư vào chỉ số năng lượng này, tiền tệ hiếm này, các loại tiền tệ nhỏ vân vân. Đó, ví dụ mình muốn đầu tư Bitcoin chẳng hạn, tiền kỹ thuật số BTC đây. Các bạn chọn cặp tiền mà các bạn muốn đầu tư nhé. Bitcoin ở đấy chính là cặp tiền giữa Bitcoin và đô la. Đó, các bạn chọn cặp tiền. Rồi, bây giờ các bạn tiến hành đặt lệnh giao dịch rất là đơn giản như sau. Các bạn sẽ đi phân tích biểu đồ để mà dự đoán xem là xu hướng của thị trường đi lên hay là đi xuống nhé. Đại loại là các bạn sẽ đoán xem là giá biểu đồ này sắp đi lên hay là đi xuống. Nếu mà các bạn dự đoán rằng là giá Bitcoin này sẽ đi lên chẳng hạn thì các bạn sẽ lựa chọn mua lên. Đó. Còn các bạn mà dự đoán giá Bitcoin sẽ tiếp tục xuống thì các bạn sẽ lựa chọn là sell, tức là mua xuống. Sau khi mà các bạn đặt lệnh ấy, giá mà đi theo đúng xu hướng mà các bạn đoán thì các bạn sẽ kiếm được lời. Còn trường hợp mà các bạn đoán sai, các bạn mua lên nhưng mà giá Bitcoin lại xuống thì các bạn bị lỗ. Các bạn hãy hiểu là như vậy nhé. Ví dụ ở đây mình dự đoán là Bitcoin sẽ lên thì mình sẽ chọn là buy để mà mua lên. Rồi tiếp theo là các bạn nhập số lượng vào đây. Các bạn có thể nhập theo số lô hoặc là số tiền mà các bạn muốn đầu tư. Mình sẽ chọn theo số tiền USD nhé. Ví dụ mình muốn đầu tư 1.000 USD đi. Bởi vì là ở đây mình có sử dụng kỹ quý lên đến 20x. Do vậy nên là ở đây mình có 1 triệu thôi, khoảng 40 đô thôi. Nhưng mà mình có thể đầu tư với số tiền lên đến hơn 2.000 đô. Rồi, nhập số lượng xong các bạn nhấn vào xác nhận mua. Đó, đã đặt lệnh thành công. Sau khi đặt lệnh thành công, các bạn sẽ thấy ngay lãi lỗ ở đây luôn. Đã bị lỗ 16.000. Kinh chưa? Do là mình sử dụng đòn bẩy cao cho nên là khả năng lỗ nó cũng rất là cao nhá. Điểm giá mình đặt lệnh đây. Bây giờ đang thấp hơn cho nên là mình đang bị lỗ. Bây giờ sẽ cần phải chờ đợi. Giá liên tục biến đổi cho nên là số tiền lãi lỗ của mình cũng liên tục biến đổi. Nếu mà lát nữa mà biểu đồ này ấy, lên vượt qua điểm mà mình đặt lệnh này, điểm chấm tròn này, vượt qua khu vực đó thì mình sẽ bắt đầu có lãi. Nó xuống nên là mình bị lỗ mất 32.000 rồi, 32.000 Việt Nam đồng ấy, bởi vì tài khoản này mình đang sử dụng tiền tệ Việt Nam đồng. Tiếp tục lỗ nặng. Đi lên nào em ơi. Và đây, tại vì mình đã đặt lệnh cho nên là tiền của mình nhảy liên tục luôn và liên tục bị trừ, do là mình đã đoán sai xu hướng. Trong lúc này các bạn muốn đầu tư vào cặp tiền khác thì các bạn tiếp tục có thể đầu tư nhé. Ví dụ các bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu. Đó, các bạn sẽ chọn mã cổ phiếu mà các bạn muốn đầu tư. Cổ phiếu của Amazon đây. Tóm lại là nó như vậy. Rồi, sau khi đã đặt lệnh xong, bây giờ các bạn có thể quay trở lại phần tài khoản này. Và các bạn vào mục mở ở đây để mà xem tất cả những lệnh mà đang mở của các bạn. Các bạn có thể nhấn vào để thiết lập thêm nhé. Ví dụ, các bạn có thể thiết lập giá chốt lời hoặc là giá cắt lỗ. Ví dụ như là giá BTC hiện tại đang là 41.568 đô. Ví dụ các bạn đoán là sau khi giá chạm đến mức 44.000 chẳng hạn là nó sẽ không lên được nữa thì các bạn có thể đặt giá Chốt lời ở đây, khi nào mà giá BTC này mà lên đến mức này thì sẽ tự động chốt lời cho các bạn đó. Và tiếp theo là các bạn có thể thiết lập giá cắt lỗ, tức là các bạn xác định là sẽ không để giao dịch này bị lỗ quá nhiều thì các bạn sẽ phải thiết lập cắt lỗ tại đây. Các bạn có thể thiết lập cắt lỗ theo giá hoặc là cắt lỗ theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ mình sẽ không muốn bị lỗ quá 7% thì mình sẽ thiết lập như thế này. Rồi các bạn nhấn vào xác nhận. Thì khi nào mà bị lỗ quá 7% thì hệ thống sẽ tự động đóng lệnh cắt lỗ cho các bạn. Đó, các bạn hãy hiểu như vậy nhé. Còn trường hợp mà các bạn muốn dừng lệnh thủ công, có nghĩa là cắt lỗ hoặc là chốt lời thủ công ấy, thì các bạn chỉ cần làm như sau. Tại mục tài khoản này, các bạn tại mục mở này, rồi các bạn chọn lệnh mà các bạn muốn đóng. Sau đó các bạn chỉ cần nhấn vào đóng lệnh là ok nhá. Đó, rồi mình sẽ để lệnh này ở đây. Rồi, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách rút tiền nhé. Để mà rút tiền thì các bạn vào mục rút tiền này, sau đó nhấn vào đây. Sau đó các bạn lựa chọn phương thức rút tiền. Các bạn muốn rút tiền theo hình thức nào thì các bạn lựa chọn. Đấy, có rất nhiều hình thức các bạn có thể lựa chọn để mà rút nhé. Nếu mà muốn rút về tài khoản ngân hàng thì các bạn chọn Internet Banking. Và các bạn sẽ nhập số tiền muốn rút vào đây. Mình sẽ rút 500.000 chẳng hạn. Rồi nhấn vào tiếp tục. Tiếp theo nhấn vào xác nhận. Hệ thống sẽ gửi một mã qua tin nhắn về số điện thoại cho các bạn. Các bạn lấy mã điền vào 476523. Rồi tiếp tục xác nhận. Rồi tiếp theo là các bạn điền thông tin tài khoản ngân hàng của các bạn vào. Chọn tên ngân hàng, các bạn dùng ngân hàng nào thì chọn. Ví dụ mình sẽ rút về ngân hàng VietinBank. Tiếp theo là điền số tài khoản của các bạn vào. Rồi sau đó là điền tên chủ tài khoản vào. Về tên chủ tài khoản này các bạn viết đầy đủ họ tên in hoa và không dấu nhé. Giống như họ tên in trên thẻ ngân hàng của các bạn ấy. Rồi xác nhận. Yêu cầu của bạn đang được xử lý. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần đợi một lúc, tiền sẽ được rút về tài khoản ngân hàng của các bạn. Rất là đơn giản thôi. Mình kiểm tra xem là tiền về chưa. Các bạn chờ đợi khoảng, trong vòng khoảng 5 phút thôi là tiền sẽ về nhé. 8.800.000. Đến khu vực cá nhân. Ái chà các bạn ơi, bắt đầu có lãi rồi. Tại vì là giá Bitcoin đang lên một chút so với thời điểm mình mua vào. Mình chọn mua lên cho nên là đang có lãi một chút, lúc lãi lúc lỗ. Nói chung là vừa chạm thời điểm mà mình mua vào nên là nó sẽ như thế này. Đây. Đó, giá vừa chạm đến điểm mà mình mua vào. Trường hợp mà bạn nào mà đoán mà giá Bitcoin sắp xuống nhá thì các bạn có thể đặt lệnh giao dịch mua xuống nhá. Thì khi nào mà Bitcoin xuống thì các bạn cũng sẽ có lời. Đó. Ở đây mình rút 500.000 về rồi, tuy nhiên thì vẫn chưa thấy bị trừ tiền. À, đã bị trừ rồi đây. Và các bạn ơi, đây, lệnh của mình đang bắt đầu có lãi đây. Xem biểu đồ. Do là giá hiện tại, giá của Bitcoin đang đi lên một chút so với điểm mà mình mua vào. Tất nhiên thì đang lãi rất là ít. Đang lãi 6.000, 8.000, 7.000. Bây giờ mà mình đóng lệnh chốt lời thì mình sẽ lời được một chút rồi. Đó, các bạn hãy hiểu là như vậy. Hoặc là trường hợp nào mà bạn nào đoán giá Bitcoin hoặc là một đồng tiền nào đó sắp xuống thì các bạn có thể lựa chọn giao dịch bán xuống cũng được nhé. À đây, tiền đã về. Vừa có thông báo tiền về mà mình quên mất. Tiền đã về các bạn ơi. Đây, đã được cộng 500.000. Mình rút từ Onus về. Đó, như vậy là đã rút tiền thành công. Chờ đợi khoảng 3 đến 5 phút gì đấy là tiền đã về tài khoản ngân hàng. Đó, nó như vậy. Ôi giời, vừa lãi xong bây giờ lại bắt đầu lỗ rồi. Tại vì giá biến động liên tục. Lỗ mất 21.000 rồi, không sao cả. Trong quá trình này các bạn muốn thì cũng có thể đi đầu tư vào một sản phẩm khác nhé. Có thể là tiếp tục đầu tư vào Bitcoin hoặc là bất kỳ đồng tiền điện tử nào khác. Ví dụ mình đầu tư vào Ethereum chẳng hạn. Thì đối với Ethereum này, bây giờ giả sử như các bạn đoán đồng tiền này sẽ đi xuống mà các bạn muốn kiếm lời từ việc đi xuống thì các bạn sẽ nhấn vào sell, tức là bán xuống. Thì sau khi các bạn lựa chọn lệnh bán xuống thì Nếu mà đồng tiền này đi xuống thì các bạn sẽ có lời, mà đồng tiền mà đi lên thì các bạn sẽ bị lỗ. Đó, hãy hiểu là như vậy. Chừng nào mà các bạn bị lỗ hết số tiền mà các bạn đang có tại đây là coi như các bạn sẽ bị trái tài khoản, không còn tiền để đầu tư nữa. Nó là như vậy. Do là ở đây mình có mở tài khoản này sử dụng đòn bẩy lên đến 20x, đồng nghĩa với việc là mình đang vay của sàn nhân gấp 20 lần để mà đầu tư, cho nên là lãi lỗ rất là nhanh luôn. Chỉ cần tiền giảm giá một chút, mình bị lỗ mất số tiền mình đang có là mình sẽ bị trái tài khoản. Các bạn hãy hiểu là như vậy nhé. Rồi, ok, như vậy là mình đã hướng dẫn rất là chi tiết về cách đăng ký tài khoản, cách xác minh tài khoản, cách nạp rút tiền và cách đặt lệnh giao dịch đầu tư ở trên ứng dụng Exness rồi. Tuy nhiên thì các bạn cần lưu ý rằng là ở đây mình chỉ hướng dẫn thao tác nhanh thôi. Còn làm thế nào để mà đầu tư cho hiệu quả, đem lại tỷ lệ chiến thắng nhiều thì đòi hỏi các bạn phải học hỏi thêm rất là nhiều về cách phân tích thị trường, phân tích biểu đồ kỹ thuật, rồi thì theo dõi tin tức thị trường các kiểu để mà các bạn có khả năng dự đoán được xu hướng giá nó chính xác hơn, từ đó là có thể mang lại tỷ lệ chiến thắng nhiều hơn. Đó, các bạn hãy hiểu như vậy. Vì thị trường này rủi ro cực kỳ là cao. Bạn nào mà không biết phanh lại ấy, khả năng là bị trái tài khoản rất là nhanh chóng, cho nên là các bạn hết sức cẩn thận nhé. Nói chung là thị trường này chỉ dành cho những người ưa thích mạo hiểm mà thôi. Còn những bạn mà muốn an toàn, muốn đầu tư một cách an toàn thì các bạn không nên nhảy vào. Tất nhiên thì nếu mà các bạn may mắn thì có thể kiếm được lời một cách cực kỳ là nhanh, nhưng rủi ro cũng cực kỳ là cao. Các bạn có thể nhanh chóng bị trái sạch tài khoản, thậm chí là trắng tay, cho nên là hãy hết sức cẩn thận nhé. Nếu mà các bạn muốn đầu tư thì các bạn phải sẵn sàng, chỉ nên đầu tư với những khoản tiền mà các bạn sẵn sàng chấp nhận để mất thì các bạn mới nên sử dụng để mà đầu tư. Hãy hiểu là như vậy. Còn không nên sử dụng những khoản tiền mà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của các bạn, tuyệt đối không nên nhé. Rồi, cuối video mình chỉ muốn khuyên với các bạn như vậy thôi. Về kiến thức về phân tích thị trường này nọ thì các bạn có thể lên mạng để mà tìm hiểu, cũng có rất nhiều người chia sẻ. Hoặc là nếu có điều kiện thì các bạn có thể mua sách hoặc là tìm đến các khóa học để mà học hỏi thêm kiến thức kinh nghiệm. Sau khi có đủ kiến thức kinh nghiệm rồi thì các bạn có thể quay trở lại để mà chơi, thì lúc đó sẽ an toàn hơn. Tất nhiên thì kể cả là có giỏi đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi trường hợp bị lỗ đâu. 50-50, nói chung là một thị trường đầy máy rủi. Các bạn hãy hiểu là như vậy nhé. Rồi, ok, còn bây giờ mình xin tạm dừng video này tại đây. Nếu cảm thấy hữu ích thì các bạn đừng tiếc cho mình xin một like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên bấm vào nút đăng ký ở bên dưới video để không bỏ lỡ nhiều video bổ ích mới khác từ kênh Sơn Zim nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.